hôm nay để tiếp tục về Đồng Tháp nha bà con, Cao Lãnh Đồng Tháp. Về đây 6 tấn rưỡi hàng để phục vụ cho bà con tại Cao Lãnh Đồng Tháp mình. Thì bà con tại Đồng Tháp, cái nơi tại Đồng Tháp có nhu cầu, bà con cứ liên hệ số hotline 0989 836 001 để được tư vấn và nhận hàng. Thì công ty chúng tôi là liên tục chuyển hàng cho khắp bà con cả đồng bằng sông Cửu Long. Thì nhãn hiệu này cũng nhãn hiệu quen thuộc với bà con mình, phân con lười thế hệ F18 là thế hệ mới và chất lượng vượt trội. Thì khi những bà con trước đã sử dụng rồi thì cho thấy những cái kết quả mà F18 này mang lại rất là tốt và đạt năng suất cao. Nên năm nay thì bà con liên tục gọi về công ty để đặt hàng. Rồi chúng tôi lại tiếp tục liên tục chuyển hàng cho bà con cho kịp thời vụ. Thì bà con cứ đặt hàng, chúng tôi sẽ lên lịch giao đúng ngày đúng hẹn cho bà con, để bà con khỏi lo gì